Cô chào con. Con tên là gì nhỉ? Con tên là Suka. Con bao nhiêu tuổi rồi? Con 5 tuổi. Cô hỏi Suka nhá, Suka có nói được tiếng Anh không? Có. Các bạn ơi, bây giờ cô sẽ có một thử thách dành cho các bạn nhé. Có nghĩa là chúng ta sẽ cùng tham gia thử thách và trải nghiệm về ứng dụng Babilala. Các bạn có sẵn sàng không nhỉ? Có. Bây giờ cô sẽ bật cho các con cùng xem nhé. Let's play memory cards. Apple, apple, banana, banana. Quả gì thế à cô? Banana, banana. Khi chúng ta trải nghiệm xong ứng dụng này, các con có thấy thích không? Có. À, các con thích nhất là phần nào nhỉ? Thích nhất là thầy giáo nước ngoài ạ. Con thích thầy giáo nước ngoài đúng không? Và con được học với thầy giáo nước ngoài qua điện thoại và con được học phát âm theo đúng không? Vâng ạ. Em chào chị ạ. Sau khi chị và các bạn cùng tham gia trải nghiệm ứng dụng Babilala thì chị cảm thấy thế nào ạ? Sau khi mà các con trải nghiệm ứng dụng này một chút thì mình thấy các con rất là hứng thú và cái app này mình cũng thấy khá là hay. Bởi vì khi mà các con được thao tác trên cái điện thoại ấy, thì là không cần bố mẹ mà các con chỉ có thể là sử dụng app và học ở trên đấy thôi ạ. Mà đặc điểm nữa là lại còn được giao tiếp với cả phát âm dựa trên cả thầy nước ngoài. Dạ vâng. Babilala là app ứng dụng tiếng Anh dành cho trẻ từ 3 đến 8 tuổi, giúp trẻ xây dựng nền tảng tiếng Anh một cách toàn diện nhất bằng phương pháp vừa học vừa chơi, được xây dựng trên lộ trình tiêu chuẩn ngôn ngữ chung của châu Âu. Babilala, giỏi tiếng Anh từ bé, tấm vé dạng tương lai. Thank you.